của mình thì cũng là nhiều lần cũng rất là professional. Kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình đồng hành cùng với đồng bào quốc nội tranh đấu cho tự do dân chủ, xin quý vị chúng ta cùng đứng lên để làm nghi thức khai mạc. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Quốc ca Hoa Kỳ chấm dứt. Sau đây là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Này con ra đời đứng lên đáp lời sông núi, cùng làm cùng đi đi xin tiếng gì thân sao? Vì tương lai của dân cùng sông pha con lên làm sao cho núi sông. Từ nay luôn bước về giữ cho thầy vơi trên tương giao, cùng đưa bên màu đào đêm bao nói sao đông tiên phái thần giải vinh người trong dân luôn vững bền tâm sinh cùng chẳng biết chi đâu làm cho khắp nơi vàng tim nơi nước Nam trời muôn đất cầu xin ơi. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến anh linh các đấng tiên liệt, những vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân, dân, cán chính đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam thân yêu. Và một phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng bào ruột thịt thân yêu của chúng ta đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trên con đường đi tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
kiện chấm dứt. Xin kính mời toàn thể quý vị an tọa. Kính thưa quý vị, xin đại diện cho ban tổ chức, chúng tôi xin được rất là vui mừng và hân hạnh đón tiếp quý vị đã bỏ thời giờ quý báu đến thăm.